phúc vụ của Diêu Tăng, sư Diêu Tăng Thích Minh Tánh. Sư Diêu Tăng Thích Minh Tánh hiện nay đang là một người có hàng triệu view trên mạng xã hội. Thầy đã bỏ hết cuộc đời còn lại của thầy để đi rao giảng và đi giúp đỡ cho tất cả những Phật tử. Thầy đi từ Úc qua Mỹ qua Canada hết tất cả các tiểu bang. Ai muốn gặp thầy, ai muốn nói chuyện với thầy chỉ cần gọi cho thầy, thầy sẽ có mặt ngay lập tức để nói chuyện với quý vị. Và hôm nay đồng thời thầy cũng có cái năng khiếu ca hát nữa nha. Tôi đã được nghe thầy hát rồi nha. Đúng rồi. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bây giờ Diêu Tăng Thích Minh Tánh xin mời quý vị một tràng pháo tay cho Diêu Tăng Thích Minh Tánh. Mục sư David Quinn. Yeah. Mục sư, kính chào mục sư. Và sư Diêu Tăng Thích Minh Tánh. Quý vị thường đến đây đó, quý vị nghe nhạc mặn. Bây giờ hôm nay quý vị lần đầu tiên nghe bản nhạc chay. Bản nhạc chay, quý vị. Người tu á, người tu không có đờn ca xứng đáng, nhưng mà hôm nay đặc biệt là có lời mời của sư Diêu Tăng Thích Minh Tánh xin gửi đến quý vị một bản nhạc chắp tay cầu nguyện cho thế giới hòa bình nha quý vị. Con Diêu Tăng Thích Minh Tánh kính chào quý vị. Go go go, alright. Con Diêu Tăng thân lưu đi không phá
trên bản là tới phiên em nha bà con, nhưng mà trên bản là tưởng chứng quý đường hành nha. Dạ, tới phiên em về về xin hội mưa, xin hội mưa hát kiếm bài nữa bà con, cả xin mưa nhiều ạ. Rồi vậy ha, à, xin kính gửi đến với việc trả lời chúng đi tu. Kết bản là con tên em nha. Chúng đi tu. Dạ, chúng đi tu.